Ok, thì hiện tại mình đã sưu tập đủ là 15 con nhân vật, trong đó có x3 con streamer cộng, x3 con ba lo, x3 con streamer, x3 con rebel và x3 con super streamer, và cái lượng material đang rất là khủng khiếp. Và anh em nhìn đặc biệt sang cái lượng dam này, cực kỳ kinh khủng luôn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ thử vào xem là cái lượng dam của anh em mình sẽ gây ra nó sẽ kinh khủng đến cái mức nào anh em nhá. Nào, chuyển nào, quay 17 nào. Đây, đây này, anh em xem lượng dam nhá. Ui ôi, lượng dam gây ra kìa anh em kìa. Wow. Mà chưa kể nha, anh em mình sẽ được cộng rất nhiều material trên mỗi một giây, bởi vì anh em mình đang có sở hữu là 9 con streamer trong người, và đặc biệt là 3 con super streamer anh em nhá. Super streamer thì nó sẽ cộng cho anh em mình là 22 triệu material trên giây, và x3 con thì anh em tương đứng và anh em nhân lên nhá. Ok, quá khủng khiếp về cái lượng dam, còn phun chí mạng nữa.